những cái công việc của chú Điền hàng ngày để mà cho một con mèo nó thơm tho là hút kích. Công việc hút kích rất đơn giản nè, thọc cái chẻn vô tí xúc thấy không đó, đó thấy không, nè 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 không, chú để đây, đây là cục kích, cục kích, cục kích là như thế này đó, xíu móc kích lên vậy đó, cục kích. Đấy là cái nhà lại thơm tho. Cái điện cứ bị lắc lắc. Nhà ở vô đây luôn à, hai mẹ vô đây luôn à. Cái vô đây luôn. Cục này cục gì? Cục sệt. Cục nước đáy. Hả? Đó, vậy hả? Cục đáy hả? Cục nước đáy. À, nó quýnh nhau đập luôn à. Cái đập mà hảo là bộ nhổ thương uống ra nó tốt cho heo mèo. Chịt nhau đập hảo luôn. Của một con mèo rất là đơn giản đó chú Điền. Chỉ việc sáng hút cứt, chiều hút cứt, mình ăn cái gì cho nó ăn cái đó, nó ăn thì đói chết mà đó. Trời ơi, hai con dữ quá, dữ rồi. Cái con trắng nó nghĩ chứ đang giết con vàng lớn. Vậy hả? Ừ. Trắng con vàng có sầm tối đêm luôn. Ê, xin lỗi. Dạ. Nó ăn cứt. Nó ăn cứt. Dạ. Thằng hố mạng. Đó là tác dụng phụ của việc hút cứt. Nếu mà không chú ý người xung quanh hút cứt bằng luôn ra là chúng người ta không muốn chết. Mùi thôi luôn. Công việc đơn giản vậy đó. Mùi quá. Mắt thanh nè hả? Thằng hết. Dạ không, mất mắt thanh nè. Dạ không. Mùi một con mèo đơn giản. Cái ông gắn mắt xanh phải không anh? Ừ. Còn gắn mắt xanh. Cái gì đơn giản. Hãy hắn gì hẳn thôi đó ơi. Hãy hắn gì hẳn thôi đó. Bác sĩ hắn nhớ là chăm sóc yêu thương đậm dặn. Bởi vậy bác sĩ hắn mà có bầu bầu bác sĩ hắn. Có bầu hả? Có bầu hả? Ừ, có bầu không bao em ấy chứ. Chưa, bầu nó chưa có tìm ra được cái bác sĩ. Không được có nằm mơ. Ừ, bồ. Ai mà phải nắm tay ông. Hùng nó đi, thơm lắm thiệt á. Ông Hùng nó đây nó sạch bon à. Ừ. Hùng nó đi. Thơm quá. Thơm, thơm. Nó sạch bon luôn á. Nó sạch hơn tôi nữa đó bà. Nó sạch, tôi bảo đảm là nó sạch hơn tôi luôn. Nó hiếu quá. Nó không có là gắt nhau không. Chắc không hồi đó. Trời ơi, nó thằng ơi.